Rồi tiếp theo tới các phần mã ưu đãi dành cho khách hàng. Ví dụ mình có cái kịch bản như sau. Ví dụ khi mình bán hàng thì người ta mua một hộp thì mình giảm cho họ là còn 680.000. Vẫn vậy như thế này. Như ví dụ khách hàng mua 10 hộp đi. 10 hộp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mua hàng. Khách hàng mua 10 hộp thì tổng số tiền nó sẽ lên bao nhiêu đây? Tại sao lên 17 nè? Tại vì đây mình tài khoản dùng test nhiều quá, nó số này nó nhân đôi nè. Cho nên là mình sửa lại mua 10 hộp thôi. 10 hộp cập nhật hàng. Khách hàng mua 10 hộp là 6.8 triệu. Đó. Thì mình quy định là nếu mà khách hàng mua 10 hộp á sẽ tặng, mình sẽ có mã giảm giá cho khách hàng nếu hàng mua 10 hộp. Nha. Thì mình sẽ làm một cái mã giảm giá gì? Là mã giảm giá. Tại sao mình không giảm trực tiếp mà mình lại đồng giọng như vậy? Nó có lý do nó chút xíu, tôi sẽ giải thích sao. Bây giờ mình sẽ vô con WooCommerce và nó có cái là ưu đãi. Cái ưu đãi ở đây mình sẽ tạo một cái, ở đây tôi tạo sẵn cái ưu đãi, ví dụ như là bây giờ tôi tạo một cái ưu đãi này tạm thời tôi bỏ đi nha. Diễn phụ rác đi, tôi tạo một cái ưu đãi đây nha, ưu đãi thêm, ưu đãi ví dụ mua 10 hộp thì tôi sẽ giảm mua 10 hộp thì tôi sẽ giảm thêm 300.000 nữa, ví dụ như vậy. Ghi là khuyến mãi vàng 3, khuyến mãi vàng 3 và đây là gửi là khuyến mãi giảm giá, giảm ví dụ đây là giảm giá 300. Đó. Này có giảm giá 300. Đó. Nhưng mà phải có cái mức tối thiểu là phải là 6.800.000. Mức chi tiêu phải 6.800.000 trở lên thì mới được giảm 300, mới được khuyến mãi này, còn không thì không được nha. Rồi mình sẽ đăng. Đó. Rồi mình có mã giảm giá này, khi mình cho cái mã giảm giá này cho khách hàng trong một số cái chương trình nào đó, mình sẽ tặng cái voucher này cho khách hàng. Khi khách hàng mua 10 sản phẩm thì được giảm giá thêm cái này. Đó. Thì khi khách hàng mua thì khách hàng check out đây. Ví dụ khách hàng check out đây đi. Ví dụ ví dụ khách hàng check out, ví dụ đó đơn giản ha. Ví dụ khách hàng đây. Tôi refresh này đây nha. Rồi nhận rồi, ở đây. Bây giờ khách hàng, ví dụ khách hàng mua chưa tới 6.8 triệu, ví dụ nha, tôi ví dụ giờ quay lại tôi sửa lại shopping cart đây. Tôi quay lại tôi hàng mua 9 cái thôi. 9 cái là số tiền của nó chưa đủ ha. Rồi khách hàng mới là tiến hành check out. Ưu đãi mình là nãy là mình ưu đãi mình tên gì nè, khuyến mãi V3 này đúng không? Rồi. Khuyến mãi vô áp dụng. Cũng không được. Nhưng khách hàng mua 10 cái là đúng số tiền ha. 10 cái. Khách hàng mua 10 cái. Khuyến mãi áp dụng. Thì sẽ được giảm. Rõ ràng được giảm 300.000. Đúng không? Mua 10 cái là giảm 300.000. Thì cái mã khuyến mãi này á, mình sẽ làm một cái chương trình nào đó đi để cho người ta có thể, ví dụ như là like trang fanpage hay chia sẻ gì đó, tôi sẽ tặng mã khuyến mãi này khi mua 10 cái gì đó, mình kích thích thêm để mà tặng thêm cái giá trị nữa cho khách hàng, để khách hàng mua sản phẩm thì mình áp dụng hình thức này. Tiến hành thanh toán, người ta thanh toán đúng cái này, tiến hành thanh toán. Ví dụ thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng là giảm mà ha. Đó. Hôm nay không nhập đúng thông tin thì nó không ra ha. Ví dụ vậy. Đó. Đó là cái cách tạo cái mã giảm giá trên website.